Một con xe cũ rất vui khi gặp lại anh chị và các bạn trong clip ngày hôm nay Với những chiếc xe sedan thì em lại có một chiếc Toyota Camry Bản 2.5Q sản xuất 2017 Xe có ngoại thất là màu đen, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội Với chiếc xe này thì chính chủ sử dụng từ đầu nên mọi chi tiết vẫn còn rất đẹp Nốp sơ cua còn chưa dùng cơ anh chị ạ Mọi chi tiết đường nét sơn si của chiếc xe tỷ lệ sơn zin còn rất là nhiều Do một chủ sử dụng từ mới và chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô Hòa Bình số 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không gặp nước vào check test toàn quốc. Anh chị bạn thể mang ra hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra, sai cam kết đưa biên nhận lại xe hoàn lại tiền. Đơn vị thì luôn khuyến khích khách hàng mang xe đi kiểm tra vì một chiếc xe cũ thì mình là phải an tâm mua về khi sử dụng. Đơn vị hiểu và luôn khuyến khích ở phần đầu xe thì với những chi tiết hệ thống đèn chiếu sáng cũng kết hợp với giải đèn nét định vị ban ngày với những phần đèn bi kết hợp với đèn halogen. Đấy, những đường led về những đường gân góc cạnh rồi là hệ thống mâm trang bị mâm hợp kim đa chấu với thanh đa lan to bản. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ dọc thân xe với những viền mạ chrome. Tay nắm cửa cũng như là phần đẹp mạ chân kính. Gầm bệ của chiếc xe nó vẫn còn rất đẹp và chắc chắn. Các phần mép nối mép cả của chiếc xe vẫn còn trong tình trạng rất là khít. Đèn hậu của chiếc xe thì vẫn còn trong độ trong và đẹp. Và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan đầy đủ kỹ hơn. Đấy, những đường LED của chiếc xe rất là hoàn hảo. Và em sẽ mở cái phần cửa trung tâm ra. Anh chị đợi em một chút do khóa cửa trung tâm nên nó không mở được hết các cánh cửa ra. Cũng như là cái phần cốp lên. Đây là không gian cốp chứa đồ của chiếc xe anh chị này Với những phần kéo chỉ tính tán thì nó còn trong tình trạng nguyên bản Cho ta thấy là về phần đuôi này không có hiện tượng bị đâm va hay là gò hàn thay thế gì cả Những đường nét nó vẫn mềm mại như khi mới sản xuất Và đây là những cái phần thảm trải sàn được bác chủ bác ấy, trang bị một cái thảm cao su giúp cho chiếc xe nó sạch hơn. Và lốp sơ của, của chiếc xe vẫn còn mới đây đồ nghề theo xe vẫn còn mới nguyên. Với không gian ngồi thì ta sẽ cùng đi tham quan nó có những gì. Ở không gian ngồi thì nó có rất nhiều tiện nghi như là hệ thống rèm che lắng hai bên cánh cửa này. Rồi những phần bọc da ốp gỗ. Bậc lên xuống đã được bác chủ bác ốp chống xước rồi. Và những phần ốc bản đều cánh cửa còn nguyên bản này. Để cho ta thấy là cánh cửa nó đều nguyên bản hết chất lượng ghế ngồi vẫn còn rất là đẹp. Cùng với đó thì nó có sẽ có một trang bị bệ tỳ tay với những các phím điều chỉnh chức năng để các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ cũng như là hệ thống rèm. Rèm phía sau này có trang bị cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa. Rất nhiều tiện nghi. Để anh chị bạn có thể trải nghiệm đầy đủ hơn thì em mời anh chị và các bạn có thể qua cửa hàng. Với Camry thì là một mẫu xe thực dụng với những chức năng cơ bản để đảm bảo phục vụ người sử dụng thôi. Chứ còn về nhiều cái tính năng hay ho hơn thì nó sẽ không có được bằng những cái mẫu xe hàn hay là mẫu xe của nhà, từ các thương hiệu lớn khác nữa. Nhưng mà độ bền, độ lành thì nó luôn đứng đầu trong các top và tìm kiếm mua xe. Đấy, những chi tiết đường led của chiếc xe anh chị bạn thể thấy với hệ thống vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng cũng như là đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và các thông số an toàn của chiếc xe. Với những chi tiết rất đẹp, màn hình giải trí này, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và có trang bị cần số bọc da úp gỗ, trang bị hộp số dích sắc, có trang bị cả sạc không dây, hộp để đồ, bệ tỉ tay đầy đủ. Đấy những đường nét của chiếc xe nó có như nào em quay nguyên như vậy để chị bạn để có nhìn công tâm dễ hơn khi anh chị và các bạn ưng thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ thông tin và giải đáp những thắc mắc và rất mong thì anh chị và các bạn ủng hộ em nhiều hơn nữa và dính em xe này về nhà các bác khi mua xe thì yên tâm là em có cam kết rõ cho anh chị và các bạn cả hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết về không gian máy móc của chiếc xe. Với khối động cơ của chiếc xe này thì nó sẽ sử dụng là 2.5. Với Toyota Camry thì nó sẽ có 2.5 và 2.0. Đây là những cái chi tiết về phần máy móc này. Mọi chi tiết vẫn còn tình trạng rất đẹp, phẩy sơn. Xe thì mới lấy về không hề dọn dẹp gì cả em vẫn quay mộc nguyên để anh chị bạn có thể thấy được là xe một chủ sử dụng nó giữ gìn như thế nào và cái độ hoàn hảo của nó có đẹp hay không. Khi anh chị và các bạn xem mà cảm thấy ưng thì hãy liên hệ em nhé. Em sẽ hỗ trợ thông tin và hỗ trợ các thủ tục mua xe trả góp để các bác có thể nắm rõ thông tin về một chiếc xe rất đẹp này. Đáng để anh chị bạn ưu tâm với phần gang máy vẫn còn rất là sáng này. Xe đi nhiều thì sẽ gang máy nó sẽ không được sáng như này đâu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi với mức giá em đưa ra là hơn 700 triệu anh chị nhé.